Mộc Châu là huyện miền núi thuộc Tây Bắc Việt Nam, làm say lòng du khách bằng vẻ đẹp của một bức tranh sơn thủy hữu tình. Trong những tháng cuối năm, du khách đổ về Mộc Châu để tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt đẹp của hoa cải trắng. Đây là một loại hoa quen thuộc, nhưng khi nở rộ khắp cánh đồng Mộc Châu, nó tạo nên một bức tranh tinh khôi và lãng mạn đến khó quên. Cải trắng có nguồn gốc từ vùng địa Trung Hải, sau đó được làm giống rộng rãi ở nhiều châu lục và Việt Nam cũng là một trong những nước đã du nhập giống này về nhằm sử dụng nó với nhiều mục đích khác nhau. Với độ cao trung bình khoảng 1.050m so với mực nước biển và khí hậu ôn đới với mùa đông lạnh, Mộc Châu tạo ra môi trường tự nhiên hoàn hảo cho hoa cải trắng phát triển mạnh mẽ. Hoa cải ở Mộc Châu bắt đầu nở vào tháng 10, nhưng nở rộ đẹp nhất sẽ rơi vào khoảng tháng 11 và tháng 12. Loài hoa này vốn đã xuất hiện từ lâu, nhưng chỉ trong vài năm trở lại đây, những bức ảnh về những cánh đồng hoa cải trắng tại xã Triềng Xuân Mộc Châu được lan truyền đã khiến cho vẻ đẹp của loài hoa này trở nên nổi tiếng khắp các trang mạng xã hội. Hiện nay, Mộc Châu không chỉ có khu vực xã Triềng Xuân mà còn nhiều địa điểm khác đang chờ đợi du khách đến khám phá với cảnh hoa cải nở rộ đẹp mắt và sự kỳ diệu của thiên nhiên mỗi độ cuối năm. Thị trấn nông trường Mộc Châu được biết đến là nơi có diện tích cánh đồng hoa cải lớn nhất. Vào mùa đông, khi những cánh đồng hoa cải trắng nở rộ, thị trấn nông trường Mộc Châu trở thành một thiên đàng đẹp đẽ như trong truyện cổ tích. Những vườn cải được chăm sóc tỉ mỉ để phục vụ nhu cầu tham quan, chụp ảnh của du khách gần xa. Nơi đây hiện đã được quy hoạch thành vườn hoa và thu phí tham quan không giới hạn thời gian. Đến thung lũng Nà Ca vào những ngày cuối năm, bạn sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh đất trời Mộc Châu đang vươn mình chuyển mùa. Lúc này, những mầm non hoa mận vừa hé nở, bắt đầu đâm bông và tỏa ngát hương thơm trong tiết trời se lạnh. Lúc này, trên khắp thung lũng như phủ một màu trắng tinh khiết của loài hoa mận. Nhưng Nà Ca không chỉ có mận, nơi này còn nổi tiếng với hoa cải trắng vào mùa đông. Cả thung lũng được phủ lên sắc trắng tinh khôi, tạo nên một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ. Sắc mận đỏ của hoa cải trắng hòa quyện tạo nên một hình ảnh độc đáo và quyến rũ, làm say đắm lòng người. Rừng thông Bản Áng được ví như Đà Lạt đất Bắc, nằm ẩn mình giữa vùng núi Mộc Châu. Sở hữu diện tích quy mô lớn, du khách sẽ được chiêm ngưỡng rừng thông xanh có diện tích 43 hectare, trải quanh hồ nước rộng 5 hectare. Khi bước vào rừng thông Bản Áng, du khách sẽ bị cuốn hút bởi không gian mênh mông với những cây thông cao vút, tạo nên một không khí mát mẻ, dễ chịu. Ngoài rừng thông rộng lớn như một Đà Lạt thu nhỏ, nơi đây cũng có những hoa cải vô cùng tươi đẹp. Hoa cải nở giữa rừng thông tạo nên một bức tranh tương phản giữa sắc trắng tinh khôi của hoa cải xen lẫn với màu xanh của cây thông. Nằm bên trong lòng của Mộc Châu, thác Giải Yếm thuộc xã Mường La được ví là báu vật ẩn mình và còn có những tên gọi khác như thác Nàng, thác Bản Vật. Tương truyền rằng hơn 700 năm trước, tại nơi đây tồn tại một truyền thuyết đầy cảm động về tình yêu và trở thành nơi chứng duyên thu hút nhiều khách du lịch. Nhưng điều khiến đường vào thác Giải Yếm thêm phần thu hút chính là vườn hoa cải trắng nằm trên con đường dẫn vào thác. Hoa cải nở rộ giữa đường núi treo leo tạo nên một mảng trắng mộng mơ giữa quang cảnh núi rừng, đồng thời tạo ra cơ hội tuyệt vời để du khách thư giãn trong không gian yên tĩnh. Của miền núi cao. Khác biệt hoàn toàn với việc trồng hoa cải để phục vụ du khách, ở những khu vực như Bản Lùn và Bản Pa Phách, người dân đã trồng hoa cải trắng trên mảnh đất này từ rất lâu đời. Do đó, nếu muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên, hoang sơ của khu vườn hoa cải trắng, thì du khách nhất định không được bỏ qua địa điểm này. Khi bạn đi dọc con đường vào hai bản làng, sẽ bất ngờ trước hiệu ứng màu sắc ấn tượng bởi những thửa ruộng bậc thang xanh ngút ngàn và cả những cánh đồng hoa cải trắng nở rộ ven đường. Cách Hà Nội khoảng chừng 200 km, trên đường quốc lộ 6 đi Sơn La, Điện Biên, đường thẳng không khó đi. Vì vậy, bạn có thể di chuyển đến Mộc Châu từ Hà Nội bằng xe ga, xe khách và các phương tiện cá nhân đều rất thuận tiện. Hàng ngày, Vietnam Airlines có rất nhiều chuyến bay đến Hà Nội với mức giá linh hoạt, ưu đãi. Để tham khảo lịch bay hoặc đặt vé, đừng quên truy cập website www.vietnamairlines.com hoặc ứng dụng di động Vietnam Airlines.